Mẹ nói thẳng cho con nhé, không có cái tình bạn vô tư giữa đàn ông và đàn bà. Con là phụ nữ có gia đình, con cư xử thì phải biết thế nào là giới hạn. Quân chơi thân với con từ hồi cấp 3, trước cả khi anh Đức Anh chơi với Quân cơ. Mà chồng con thấy hoàn toàn bình thường, trong khi mẹ... Vì con mẹ nó dại, nó tin bạn, tin vợ nên nó mới bị cắm sừng. Mẹ! Đùa lại quên cái gì nữa. Con là mẹ ạ. Mẹ gọi Đức Anh về mở cửa cho mẹ. Sao lại là con? Hôm nay con có việc ở ngoài, tiện tranh thủ nghỉ trưa nên về nhà nó thoải mái ạ. Thoải mái vì chồng không có ở nhà đúng không? Mẹ mang đồ ăn sang ạ. Lần sau mẹ cứ gọi con hoặc anh đang sang lấy, mẹ đỡ phải đi lại mẹ ạ. Lạ nhỉ, thường ngày con có dọn nhà bao giờ đâu, sao hôm nay nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thế này? Có khách quý à? Dạ. Mẹ nói đúng phải không? Mẹ nói gì con không hiểu ạ. Con không hiểu á? Vâng. Tự nhiên bất ngờ mẹ sang nhà con, xong thấy nhà cửa gọn gàng thì đấy cũng là sự cố gắng của con mà. Sao mẹ không vui, nói những lời... Mẹ vui làm sao được khi con dâu đưa người đàn ông khác về nhà trong lúc chồng đi vắng. Ý mẹ là Quân ạ? Con hiểu đi chứ. Quân đưa con đi gặp đối tác là người quen của nó, xong nó đưa con về rồi đi nhờ nhà vệ sinh. Chẳng nhẽ bạn bè lại không lên nhà nhau được ạ? Được, nhưng phải với kiểu bạn bè trong sáng hồn nhiên cơ. Đằng này... Ý mẹ là sao ạ? Mẹ nói thẳng cho con nhé, không có cái tình bạn vô tư giữa đàn ông và đàn bà. Con là phụ nữ có gia đình, con cư xử thì phải biết thế nào là giới hạn. Quân chơi thân với con từ hồi cấp 3, trước cả khi anh Đức Anh chơi với Quân cơ. Mà chồng con thấy hoàn toàn bình thường, trong khi mẹ... Vì con mẹ nó dại, nó tin bạn, tin vợ nên nó mới bị cắm sừng. Mẹ! Con cáu mẹ đấy à? Này, để mẹ gọi thằng Đức Anh nó về. Về làm việc cho mọi chuyện ra nhẽ luôn đi. Vâng ạ, mẹ cứ làm tất cả những gì mẹ muốn nhé. Qua hôm nay ấy, là vì không có thằng Quân thôi. Đúng rồi, nay vắng thằng Quân thôi. Lý do có Quân thì cũng thế thôi. Thế kèo như thế nào nhỉ? Đúng rồi, kèo như nào? Vẫn như cua ấy. Lẩu nhá. Ôi, suốt ngày ăn lẩu chán lắm. Đổi món khác đi canh. Món gì? Nhật nhá. Thôi. Ăn gì nhỉ? Tóm lại là ăn món gì? Em với mẹ ở nhà có chuyện, anh về ngay đi. Cứt tôi. Sao đây? Sao đây? Gì đây? Tóm lại là kèo như thế nào? Bắn xong chạy à? Tóm lại là kèo gì? Ôi, làm sao đây? Mẹ ạ, lúc nãy con đang bận họp nên không nghe máy. Họp à? Ngọc ơi, em biết anh đưa anh đâu không? Chị gọi mãi không được. Anh ấy ra ngoài chị ơi. Em nghe lỏm được là đi đua xe rồi. Chắc chưa mới về cơ ạ. Ok em. Chuyện gì? Anh đang về rồi ạ. Có gì không hài lòng về con mẹ cứ nói hết với anh ấy.
Con có cuộc họp ở spa, con xin phép. Con ở lại đã. Nói cho xong mọi chuyện rồi con đi. Mẹ không bằng lòng cái thái độ của con như thế đâu. Con tự cảm thấy sự có mặt của con ở đây rất vô nghĩa. Thậm chí chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi ạ. Con chào mẹ. Yeah, ở lại đã, nhà đang có chuyện này đi đâu. Anh cũng nói được câu đấy à? Hân ơi. Con xem thái độ của vợ con đấy. Mẹ mới nói chờ một tiếng đồng hồ, con về thì nó lại bỏ đi. Thế này thì mẹ... Nghe điện thoại đi. Ồ, anh nhớ mà. Anh bảo này, liên lạc với đối tác bảo lùi lịch họp lại nhá. Đi đi, không có hỏng việc. Thôi, con lùi lịch họp được mà. Mẹ có gì cần nói mẹ cứ nói với con. Nói với con? Một mình con thì giải quyết được vấn đề gì? Đi đi, công việc quan trọng hơn. Xong thì về. Mẹ muốn nói chuyện cả hai vợ chồng.